Dạ vâng, em Hiền xin được kính chào các bác anh chị đang theo dõi video. Trong video báo giá ngày hôm nay thì em Hiền tiếp tục lên cho các bác anh chị nhà mình 10 chiếc bếp ga thuộc vào cái dòng bếp ga nội địa Nhật ạ. An toàn và tiết kiệm ga, tự động ngắt lửa, tự động khóa ga, chống cháy nồi và chống rò rỉ ga. Mọi trường hợp mất lửa thì bếp cũng sẽ đều tự động khóa ga ngay. Đấy là những cái tính năng an toàn chính của cái dòng bếp ga nội địa Nhật ạ. Các bác anh chị nhìn thấy chưa? Bên nhà em thì lúc nào cũng sẵn kho cả hàng ngàn chiếc bếp để phục vụ cho các bác anh chị nhà mình ạ. Với cái chính sách bên nhà em là bảo hành như một chiếc bếp mới, bảo hành 1 năm miễn phí. Sau 1 năm bảo hành miễn phí thì bên em có hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp cho các bác anh chị nhà mình. Cho nên là với cái tiêu chí bảo hành cao và cho nên là cái hàng mà em đưa lên sóng cũng rất là được lựa chọn ạ. Bên em và riêng em chỉ đưa lên những cái chiếc bếp hàng dùng lướt, độ mới còn đạt từ 95 cho đến 99% độ mới độ đẹp của bếp. Còn những cái chiếc bếp kém chất lượng hơn một chút thì em sẽ để lại, em bán cho thợ, bán sỉ. Còn bên lên kênh như này là với cái tiêu chí bán lẻ đến tận người tay người tiêu dùng, cho nên là em chỉ bán những cái chiếc bếp chất lượng cao thôi ạ. Đồng tiền thì nó sẽ liền luôn luôn đi liền với cái chất lượng, cho nên là mình mua hàng bãi rồi thì mình nên tìm những cái chiếc bếp chất lượng cao để mình dùng bền cho nó theo thời gian, là tuổi thọ của bếp 15, 20, 30 năm tuổi thọ của bếp ạ. Dạ vâng, các bác anh chị quan tâm đến sản phẩm bên nhà em Hiền, gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0979205323 hoặc kết nối với em Hiền qua Zalo cũng bằng số điện thoại 0979205323 để đi vào chi tiết. Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh chị nhà mình 10 chiếc bếp, chiếc bếp số 1 ngày hôm nay, phiên bản rất là đặc biệt luôn. Các bác anh chị nhìn thấy chiếc số 1, số 2 ngày hôm nay này, với cái thiết kế thì rất là đặc biệt luôn. Cái khuyết điểm của cái dòng bếp không lò nướng này là cái nhược điểm của nó đi, là giá thành của nó sẽ cao tiền hơn cái dòng có lò nướng là 300.000 đồng trên một bếp. Nhưng mà bây giờ em Hiền sẽ đi vào chi tiết để giới thiệu những cái ưu điểm của nó này. Thứ nhất là với cái thiết kế đơn giản như thế này, lau chùi sẽ là dễ dàng sạch sẽ nào. Và độ bền của bếp cũng vì cái thiết kế đơn giản cho nên là độ bền của bếp lên tới 35-40 năm cái tuổi thọ của bếp ạ. Và với cái dòng bếp không lò nướng này thì nó cũng đáp ứng được mọi cái nhu cầu an toàn của các bác anh chị nhà mình. Đấy là khi chúng ta đun nấu vẫn là tự động ngắt lửa, vẫn là tự động khóa ga, chống cháy nồi và chống rò rỉ ga cho em nhé. Với chúng ta đã có nồi chiên không dầu, lò vi sóng, không muốn dùng một chiếc bếp ga với cái dòng bếp là có lò nướng thì chúng ta sẽ lựa những cái phiên bản không lò nướng như này để chúng ta sử dụng ạ. Giá thành của cái dòng bếp không lò nướng bên nhà em dao động từ 2 triệu 500 ngàn đồng lên tới những cái chiếc là 3 triệu 500 ngàn đồng. Thì cái chiếc số 1 ngày hôm nay đang lên cho anh chị nhà mình đây, chốt cho anh chị nhà mình với mức giá là 3 triệu đồng nào. 3 triệu đồng với cái phiên bản bếp không lò nướng, mặt men, độ mới còn đạt đến 98-99%. Đời nào không quan trọng nhá, đời trung hay đời cao cũng không quan trọng lắm, quan trọng nhất là chất lượng của bếp nó còn đạt được bao nhiêu phần trăm. Thì chiếc bếp này nó đạt được 98-99% với mức giá chỉ có 3 triệu đồng thôi nhá. 3 triệu đồng là em đã bao gồm cả phí ship rồi. Em có giao bếp đến tại nhà, kiểm tra bếp, test bếp rồi mình thanh toán cho bên vận chuyển. Đấy, tính năng an toàn thì tuyệt đối luôn rồi. Và dùng cái dòng này vừa an toàn vừa tiết kiệm ga cho chúng ta. Lửa thì rất là xanh, lửa rất là đẹp như này cho em nhé. Đánh lửa thì cực nhạy bén này. Đấy, anh chị nhà mình thấy chưa? Đánh lửa cực nhạy bén, lửa đẹp, tuyệt vời luôn. Không có một điểm chê, không có một điểm trừ của cái dòng bếp này. Đây là giá của chiếc bếp số 1 với mức giá là 3 triệu đồng cho chúng ta. Chiếc số 2 ngày hôm nay sử dụng bằng phím nhấn đề. Và chiếc này thì em sẽ để cho mình với mức giá là 2 triệu 900 ngàn đồng. Dòng này thì em có 3 màu. Với dòng không lò nướng này em có 3 màu. Màu nâu, màu ghi, màu đen. 2 triệu 900 ngàn đồng là giá của chiếc bếp số 2 phiên bản dòng không lò nướng ngày hôm nay lên cho các bác anh chị nhà mình ạ. Đã qua 2 mẫu bếp rồi là cái phiên bản không lò nướng, em lên cho quý anh chị nhà mình chiếc bếp số 3. Chiếc bếp số 3 ngày hôm nay là vẫn đang cái dòng nấu nướng cơ bản nhé, 3-4-5. Với cái dòng nấu nướng cơ bản như này thì nó vẫn đang được xếp vào là cái dòng nồi đồng cối đá. Đang được xếp vào là dòng nồi đồng cối đá. Độ bền thì của bếp thì gọi như là vĩnh cửu luôn rồi. Thì mua một chiếc bếp dùng nửa đời người thì gọi là quá bền luôn rồi, đúng không các bác anh chị ơi? Bỏ ra vài triệu đồng thôi, dùng 2-30 năm. Và trong 2-30 năm đấy lúc nào cũng dùng với cái tính năng an toàn, tự ngắt lửa, tự khóa ga, tiết kiệm ga nữa. Chiếc bếp này là chiếc bếp số 3, được sản xuất năm 2023 với cái tông
trong màu kem sáng. Cái dòng bếp này thì em có 3 màu này, màu kem sáng này, màu nâu này và màu đen như này nhá. Đều là nguyên bản nguyên zin và đều đã được sản xuất năm 2023 cho em nè. Đẹp như thế này và giá của dòng bếp này bên nhà em có dao động từ giá của chiếc bếp này là 3.800.000 đồng. Chốt cho anh chị nhà mình 3,8 triệu đồng, được sản xuất năm 2023, nguyên bản và nguyên zin, đẹp long lanh như thế này cho em nhé, đẹp như mới cho em. Gọi như là chúng ta mua cái chiếc bếp này, nó chỉ kém cái hàng đập hộp, hàng đập thùng ở cái là nó không có cái thùng giấy nguyên zin như cái ngày nó sản xuất ra thôi. Thay vì đấy thì em sẽ đóng thùng xốp để gửi cho anh chị nhà mình cho nó đảm bảo về chất lượng nhé. Mặt men cao cấp này, nguyên bản nguyên zin, đẹp long lanh như này cho em nhé. Quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Đây, mọi thứ này chưa có dấu hiệu của cái việc sử dụng bếp nhá. Khay vị nướng đây, nguyên bản nguyên zin. Với mức giá của chiếc bếp này là 3.800.000 đồng, giá của chiếc bếp số 3 ngày hôm nay. Sang chiếc số 4 ngày hôm nay thì cũng là đời 2023, vẫn là nguyên bản nguyên zin nhưng mà sử dụng bằng phím nhấn. Em đưa lên nhiều cái sự lựa chọn để anh chị nhà mình. Phím nhấn có, phím vặn có, đời màu kem sáng, màu tối có. Chiếc bếp này cũng đồng giá cho anh chị nhà mình là 3.800.000 đồng ạ. Cũng lên cho anh chị nhà mình là 3.800.000 đồng ngày hôm nay nhé. Cũng được sản xuất năm 2023, vẫn là nguyên bản và nguyên zin cho em nhé. Đây, đẹp xuất sắc như thế này này, khai vị nướng này, bằng inox không dĩ nhá, chưa có dấu hiệu của cái việc sử dụng này. Mặt men dòng này là men phủ kim tuyến này, rất là đẹp luôn này, nhìn là có ánh kim tuyến đấy. Đẹp như thế này, zin như này, với mức giá chỉ có 3,8 triệu đồng thôi. Nhưng mà khi chúng ta mà mua một chiếc bếp mới thì nó phải là tầm 9 đến 10 triệu đồng. Nhưng mà lại chất lượng thì nó cũng không hơn gì cả, nó chỉ hơn mỗi cái thùng giấy để chúng ta khôi gọi như là nó còn nguyên tem thôi, chứ nó không khác nhau là gì cả nhá. Đấy, để em đã qua 4 mẫu bếp rồi đúng không ạ? Sang chiếc bếp số 5. Chiếc bếp số 5 này mặt trên của nó là màu nâu cà phê. Chiếc này thì được sản xuất năm 2022. Giá của chiếc bếp này là bao nhiêu nào? 3,2 triệu đồng ạ. 3,2 triệu đồng, được sản xuất năm 2022 cho em nhé. Anh chị nào mà xem ưng cái chiếc bếp nào thì gọi cho em Hiền. Số điện thoại em Hiền ghi ở góc trái màn hình chạy suốt quá trình video rồi. Bên nhà em thì rất là nhiều bếp, cho nên là anh chị nhà mình không lo là không có sự lựa chọn. Chỉ cần mình có nhu cầu về cái dòng bếp ga nội địa Nhật thôi. Ví dụ như mình chưa ưng cái chiếc bếp này mà có nhu cầu về bếp ga nội địa Nhật thì cũng kết nối với em Hiền. Em Hiền sẽ giới thiệu trực tiếp luôn những cái chiếc khác đang sẵn có tại kho. Ví dụ như cái dòng này, đây rất là nhiều màu đó. Màu này rất là đẹp luôn nè. Tại vì là bếp em đưa lên sóng, đưa lên kênh, em khẳng định là đẹp như mới rồi, nó cũng đằng 9 đằng 10 thôi. Cho nên là em cũng không giới thiệu quá nhiều chi tiết, quá nhiều tỉ mỉ nữa. Em chỉ lướt qua để không mất thời gian của em và cũng không mất thời gian các bác anh chị nhiều khi chúng ta xem video. Em sẽ báo giá nhanh từng chiếc một, rồi mình ưng chiếc nào thì mình chốt chiếc đấy rồi ạ. Vâng, cái chiếc bếp số 5 này giá của nó là 3,2 triệu đồng nhá. Sang chiếc số 6 nào. Chiếc số 6 ngày hôm nay thì lên cho anh chị nhà mình là một chiếc mặt kính phun chức năng, phun inox GTS62. GTS62, mặt kính thì luôn luôn là cao cấp rồi. Mặt kính phun chức năng và phun inox nữa thì lại là hàng siêu VIP luôn. Viền kiềng thoát hơi lò nướng, khai vị nướng bằng inox như này cho em nhé. Và giá của chiếc bếp này là bao nhiêu nào? 5,2 triệu đồng, lửa xanh, lửa đẹp như này cho em nhé. Lò nướng thì sẽ là dòng lò nướng 2 tầng lửa. Với cái dòng phun chức năng thì tất cả lò nướng của nó đều là 2 tầng lửa như này cho em nè. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn đúng không ạ? Khai vị nướng thì bằng inox không dĩ đây ạ. 5,2 triệu đồng là chúng ta được một chiếc bếp cao cấp rồi. Bếp thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như chúng ta muốn dùng phiên bản cao cấp mặt kính rồi phun chức năng thì chúng ta lựa dòng này. Còn nếu không thì chúng ta thích bền, thích nồi đồng cối đá thì chúng ta gọi dễ sử dụng thì chúng ta lấy những cái dòng cơ bản ạ. Với cái dòng phun chức năng thì ngoài tính năng nấu nướng an toàn ra, bếp sẽ có hẹn giờ của cả hai bếp. Với cái chiếc này là dòng hai lò nướng, em nhầm ạ, hai đồng hồ thì có thể hẹn giờ đồng thời một lúc cả bếp nấu cả lò nướng luôn cho em á. Với bếp nấu thì mình hẹn tối đa được 90 phút ạ. Tăng thì cứ ấn vào dấu cộng mà giảm thì cứ ấn vào dấu trừ là được thôi. Chế độ nấu cơm và hầm cháo này. Chế độ hẹn giờ lò nướng thì tối đa được 15 phút và tối thiểu sẽ là 1 phút ạ. Điều chỉnh nhiệt độ từ 160 lên đến 200 độ C. Chế độ đun nước sôi tự ngắt và ngắt sau 5 phút ủ nóng. Chế độ 3S để trợ nhiệt khi chúng ta rang đồ khô. Vâng, và giá của chiếc bếp số này là bao nhiêu rồi nè? 56 ạ, chiếc bếp số 6 này. Với mức giá là 5,2 triệu đồng. Dòng mặt kính phun chức năng và phun inox ạ. Sang chiếc số
7 ạ. Số 7 ngày hôm nay là một chiếc mang thương hiệu là Paloma, dòng này là dòng mặt men cao cấp. Thì em sẽ đưa lên đủ cái dòng cao cấp full chức năng, em cũng đưa lên cả mặt kính, mặt men và mặt đá cho chị nhà mình lựa chọn nhá. Mỗi người thì mỗi sở thích khác nhau. Ví dụ như anh chị nhà mình mà sợ vỡ mặt thì chúng ta lựa cái dòng mặt men này. Thì cái chiếc mặt men này là cao cấp nhất của dòng mặt men, đấy là IC 730 ạ. IC 730 và được sản xuất năm 2021. Giá của chiếc bếp này lên cho anh chị nhà mình là bao nhiêu, là 4,8 triệu đồng ạ. 4.800.000 đồng nhá. Đẹp xuất sắc như thế này cho em nào. Với cái dòng này là full chức năng, hẹn giờ cả hai bếp nấu và hẹn giờ cả lò nướng. Và với cái chiếc bếp này chúng ta hẹn giờ đồng thời một lúc cả hai bếp nấu, hẹn giờ đồng thời một lúc cả hai bếp nấu và lò nướng cùng một lúc cho em nhé. Cao cấp chưa, quá VIP, quá cao cấp luôn rồi. Mặt men phủ kim tuyến đẹp xuất sắc luôn, model cao và là đời cao nữa nhé. Đây, chiếc bếp này thì nó như một chiếc bếp mới. Đây, nó bóng này, điện nó bóng như này, không phải chảy sức đâu nhé. Xuất sắc, đúng là điểm 10 cho chất lượng, đúng không các bác anh chị ơi. 4.800.000 đồng nhá là giá của chiếc bếp này. Em đã bảo rồi, gọi như là em như thế là em đang giới thiệu một cái sản phẩm mới, thì em chỉ cần báo giá và giới thiệu những cái chức năng và mẫu mã của bếp thôi, còn sự lựa chọn là của các bác anh chị nhà mình, chứ cũng không cần đi sâu quá vào chi tiết, tại vì là nó không có cái gì để soi mói nhiều, bỏ là cái chỗ này xấu chỗ kia xấu để chỉ ra, mà nó gọi như là hàng dùng lướt rồi, chị em chỉ báo giá và giới thiệu tính năng thôi. Hẹn giờ được cả hai bếp nấu và hẹn giờ cả lò nướng cùng một lúc cho em, và lò nướng thì hai tầng lửa. Đây, điều chỉnh nhiệt độ. Điều chỉnh nhiệt độ từ 160 lên đến 200 độ C ạ. Điều chỉnh nhiệt độ từ 160 lên đến 200 độ C nhá. Chế độ 3S để trợ nhiệt đấy. 4,8 triệu đồng nhá. 4.800.000 đồng là giá của chiếc bếp số 7 ạ. Chiếc số 8 này là dòng khủng long mặt đá rồi. Đấy, đã qua mặt kính, mặt men của cái dòng VIP rồi. Bây giờ lại đến một chiếc mặt đá lên đủ khung, đủ những mẫu mã để anh chị nhà mình lựa chọn nhé. Khủng long mặt đá cũng vàng. Và cái chiếc mặt đá này cũng là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng mặt đá rồi. Model cao và đời cao. Được sản xuất năm 2018. Và giá của chiếc bếp này 6.200.000 đồng ạ. 6.200.000 đồng là giá của chiếc bếp khủng long mặt đá ngày hôm nay lên cho anh chị nhà mình. Với cái chiếc bếp này thì nó cũng có hẹn giờ được cả hai bếp nấu, hẹn giờ được cả lò nướng luôn cho em. Có chế độ đun nước sôi tự ngắt, chế độ 3S để trợ nhiệt khi rang đồ khô, điều chỉnh nhiệt độ từ 140 lên 200 độ C, chế độ đun nước nấu cơm hầm cháo của bếp rồi ạ. Đây nhá, khay vị nướng thì đẹp như này cho em nè, khay vị nướng bằng inox quá đẹp, quá xuất sắc luôn rồi ạ. Dòng này là dòng phiêu siêu VIP rồi nhá, dòng siêu VIP rồi, hàng dòng mặt đá model cao và đời cao. Vâng, đẹp thì đẹp như mới như này rồi. Đấy, đồng tiền thì nó cũng là nó luôn luôn đi liền với cái chất lượng và xứng đáng là nó bỏ ra cái đồng tiền nhất định như này thì nó cũng là nhận được cái chiếc bếp gọi là hàng siêu phẩm, hàng thật sự gọi là đẳng cấp, đúng không các bác anh chị nhà mình ơi. Em đã qua 8 mẫu bếp rồi, em sang chiếc số 9 nào. Số 9 ngày hôm nay thì tiếp tục lên cho anh chị nhà mình một chiếc bếp mặt đá bầu trời sao nhá, lấp lánh luôn. Mặt kính full chức năng và full inox, lò nướng điện tử. Giá của chiếc bếp này nào, 5.200.000 đồng ạ. 5.200.000 đồng lò nướng điện tử cho em nhá. Viền inox, kiềng inox, cái này là em để cho mình dùng với cái phiên bản kiềng inox đấy. Em vừa rồi là em để kiềng ở đây em quay nên em để tạm nè. Viền inox, kiềng inox, vâng, và lò nướng điện tử. Mặt kính gọi là hai lớp phủ kim tuyến bên dưới này, bầu trời sao như này cho em nhá, đẹp long lanh như này rồi ạ. Lò nướng điện tử, giá của chiếc bếp này là 5.200.000 đồng, chiếc bếp số 9 ạ. Với cái phiên bản lò nướng điện tử là phiên bản VIP rồi, có nhiều chế độ chọn, chọn chế độ nướng tự động, chọn chế độ nướng đồ tươi, đồ khô, nướng cá, nướng thịt, nướng giòn, nướng vừa. Hai đồng hồ riêng biệt thì có thể hẹn giờ cả bếp nấu và cả lò nướng cùng một lúc cho em. Đấy là cái tính năng của dòng hai đồng hồ riêng biệt, dòng VIP, dòng cao cấp nhá. Đẹp chưa? Này là đúng là inox toàn phần luôn. Viền này, kiềng này, thoát hơi lò nướng bằng inox cho em nhá. Vâng ạ, lò nướng điện tử ạ. Điều chỉnh nhiệt độ thì sẽ từ 160 lên đến 200 độ C đây. Chế độ đun nước sôi tự ngắt và ngắt sau 5 phút ạ. Chế độ 3S để trợ nhiệt này. Chế độ nấu cơm hầm cháo. 5.200.000 đồng là giá của chiếc bếp full inox ngày hôm nay, chiếc bếp số 9 ạ. Sang chiếc số 10, chiếc này thì chiết áp vô cực, để tạm như này thôi, hàng nó hơi chật chội bừa bộn nhá. Full inox, viền inox, mặt trước của nó là inox toàn phần,
Chiết áp vô cực thì dòng này là dòng VIP, dòng cao cấp rồi, 6.500.000 đồng. Với như dòng chiết áp này là cái dòng cao cấp nhất của nhà bếp ga nội địa Nhật bây giờ nhá. Chiết áp là cái dòng cao cấp nhất của dòng bếp ga nội địa Nhật bây giờ. Ví dụ như thế là muốn dùng cơ bản thì chỉ cần mở ra như thế này, điều chỉnh lự tua nhỏ như thế này thôi. Và dòng này lại còn là dòng họng đúc và cảm biến đáy nồi nữa, là không đặt nồi lên bếp thì bếp không cho đánh ngọn lửa này. Còn khi mà muốn dùng phun chức năng, mở bảng điều khiển này ra, hai bảng điều khiển này là của hai bếp nấu đây, hẹn giờ của cả hai bếp này, điều chỉnh nhiệt độ từ 140 lên đến 200 độ C, đun nước sôi tự ngắt và ngắt sau 5 phút đây, chế độ nấu cơm hầm cháo, hai mảng điều khiển của bếp nấu đây ạ. Vâng, đấy. Còn khi mà chúng ta không muốn nấu nữa, chúng ta đậy lại như này, mặt trước phẳng lì như này, lau chùi dễ dàng sạch sẽ cho em nhé. Và dòng này là dòng cực bền, cực VIP rồi, gọi là chiết áp vô cực cao cấp nhất của bếp ga nội địa Nhật bây giờ. Chiết áp vô cực cao cấp nhất của nhà Zinai bây giờ gọi là chiết áp vô cực nhá. Còn cái bên này là mảng điều khiển của lò nướng này, em giới thiệu qua qua thôi, thời lượng video thì cũng có hạn thôi, đã mười mấy phút trôi qua rồi, cho nên là anh chị nào mà ưng cái chiếc bếp nào thì cứ để lại cho kết nối với em Hiền nhá. 6,5 triệu đồng là giá của chiếc bếp số 10 chiết áp vô cực ngày hôm nay lên cho các bác anh chị. Ngoài ra thì bên nhà em những cái dòng như bếp từ, bếp âm bên nhà em cũng có, chỉ cần anh chị nhà mình có nhu cầu thôi, em sẽ lên theo được mọi cái nhu cầu của anh chị nhà mình nhá. Dạ vâng, em Hiền xin phép được tạm dừng video ngắn ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh chị nhà mình trong những video tiếp theo vào khung giờ buổi trưa và buổi tối hàng ngày ạ.